xin chào mọi người nhé hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người cắt để bóp cái tay áo dài nhé tại vì bữa trước có bạn ấy nhắn tin hỏi em là cắt tại vì cái tay áo dài nó hơi rộng ấy thì làm cắt nào để bóp ấy thì hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cắt bóp tay áo dài nhé à, à, trước tiên là mọi người ướm thử xem là mọi người muốn bóp và bao nhiêu tại vì tùy theo chất liệu vải nữa nếu mà bạn nào mặc chất liệu vải của áo dài nó là vải thông ấy thì bạn bóp ấy nó có tại vì vải thun thì nó co giãn cho nên mình không có lo là mình bóp nhiều hay ít tùy theo mọi người nhé nhưng mà đối với cái này ví dụ như là cái áo dài của em này là cái chất vải nó không phải vải thun nhé mọi người chất như là chất vải cô tông nó không có chất co giãn cho nên khi mà mọi người mà sửa tùy theo tùy theo cái chất liệu của vải nữa thì hôm nay sẽ giống mọi người là cắt này cái này là vải là vải cô tông không co giãn thì bước tiên đầu tiên là tất nhiên là mọi người phải ướm xem là nó rộng bao nhiêu rồi bắt đầu sau khi mọi người ấm thử xem mọi người muốn bóp vào bao nhiêu Rồi mọi người dùng phấn Bóp bao nhiêu dùng phấn đánh dấu thử xem mình bóp vào bao nhiêu 50 5 em mm, 5 mm, 5 em mm này hoặc là 10 em mm chẳng hạn em này tại vì kéo dài cái tay áo dài của em này là nó không có rộng mấy đâu Nhưng mà tại em lấy một cái dự định hình đấy cho bạn đấy được có họ giống nhận như là nhìn và xem tham khảo thêm nhé Rồi ví dụ như em muốn bóp vô đây là cái tay áo dài của em này tại vì cái phần nát này nó nó của em thì nó dính vô cái phần giống dạng như là gì nhỉ? cái 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 zip ấy cái khóa cho nên mọi người không thể nào mọi, mọi người khâu may ấy, hoặc là khâu từ cái phần nát này được cho nên mọi người chỉ khâu từ chỗ cái phần này này tới phần này thôi tại vì cái này nó vướng vô cái phần gì nhỉ cái zip rồi cái khóa rồi nếu mà muốn muốn may luôn cả cái này luôn thì thật sự rất là nó xấu mọi người phải gỡ ra hết luôn mọi người phải gỡ ra hết luôn cho nên là em sẽ không có gỡ cái phần này chỉ hướng dẫn cho mọi người từ cái phần này xuống cái phần này thôi nhá còn tại vì thường ấy mình mình mặc áo dài thì mình cần cái độ co nhún nhẹ như là gọi là cái gì nhỏ khi mình co lên co xuống nó giống nhẹ như nó thoải mái cho nên theo em thì mọi người không nên sửa cái phần nát quá chặt nhá đối với đặc biệt là đối với cái loại vải cô tông nữa cho nên hôm nay em sẽ vẽ thử tại em sẽ vô tầm là mời em em đi em lấy ví dụ nhá tầm đây thôi 10 tầm 10 em em đi bạn nào mà sợ câu như là không được thẳng ấy thì vẽ trước khi mình vẽ trước khi mình may cũng được nhá mình may hoặc là mình khâu nhá nhà ai có máy may thì đẹp một đường thôi là nhanh lắm nhưng mà nhà ai không có máy may thì may theo kiểu em cũng được mình vẽ lên mình vẽ là mình vẽ theo cái kiểu này Vẽ theo đường xuyên nhé Không có vẽ theo đường thẳng nhé Vẽ đường thẳng là mặt không có được đâu Tại vì cái tay của mình Theo cái tay của mình Tay của mình ấy Là nó độ nhỏ Từ khúc đầu này Lên nó to Cho nên mình sẽ vẽ Theo cái đường xuyên nhé mọi người Cái phấn của em thường Thì nó không có được ăn Nó không có được Ngon cho lắm Cho nên lúc vẽ em không khơi cơ Gọi là Thấy mọi người thấy không Đây Vẽ này Đấy mọi người ta vẽ theo đường xiên theo cái đường này tại vì em vô là tầm tầm là bao nhiêu nhỉ? Đây là ấy thôi chứ không có không có giống nhận như là to lắm. Tùy theo mọi người muốn vô bao nhiêu cái này em lấy ví dụ đường hình Nghiêm em đã nói nhé. Rồi tới cái lúc khi, vẽ xong tới cái vùng nát này nè. Mọi người thấy cái vùng nát này nó khó là cái chỗ cái khóe. Cái khóe như chỗ này này Đó nó khó lắm cho nên thì mọi người mà không cẩn thận ấy mà khi may ấy thì nó rất dễ là bị dấm cho nên đừng có may quá xét vô cái phần nát nhá ví dụ như là phần nát cái phần khóa ngay chỗ này là mọi người sẽ né ra thôi đừng có may cái phần nát. lấy cái lấy cái 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 đầu 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 kim ấy từ cái đầu chỉ chỗ này này rồi chỉ này mình nối vô cái phần cái phần chỉ mà mình muốn may vô nhé muốn may bao nhiêu nhé đừng có xét cô vô cái nát nát quá tại vì nếu mà xét quá mọi người may không đúng ấy thì nó sẽ dẫn đến bị rúm nhé đấy em chỉ vẽ tới cái phần này thôi không có xét phần nát phần nát nhé sau khi mọi người uh, làm xong rồi mọi người sẽ tiến hành mình khâu rẻ mình khâu rẻ nhé thì mình khâu rẻ thì em cũng đã nói nếu mà mình khâu rẻ rồi mình ướm thử rồi mình nếu mà ướm thử mình thấy được ấy bắt đầu mình tiến hành mình khâu thật nhé đây em ướm thử đây này đó em khâu rẻ khâu rẻ thì mình không cần phải khâu để ngập rồi khâu đúng chỉ khi nào mình khâu thật hoặc là may thật đấy bằng máy may thì mình may tệp chỉ nó mới, mới quan trọng còn cái này mình khâu mình rẻ thôi mấy mốt tí nữa mình cũng gỡ ra gỡ ra cho nên không có quan trọng cái phần màu chỉ nhé mọi người rồi mọi người thấy là bắt đầu tới cái phần nát rồi này đừng mọi người chú ý giùm em một lần nữa là không được không đừng nên may giống ngay chỗ cái này nhá may giống cái này mọi người tại vì nó có vướng cái khóa mọi người có theo cái đường này thì nó có giúm mà cho nên mọi người né cái phần giống giống của cái phần nát ra đừng có may nhá mọi người cam là từ cái khúc này này cái mặt khúc mà không có dính nó không có giúm ấy ngoài cái phần nát này này ngay tới này thôi ngay chỗ này em chiếu cho nó gần mọi người dễ nhìn nhá đây không biết nó còn mờ không nữa đó mọi người lại nhá từ lấy từ phần này thôi nhá bắt đầu mọi người mà khâu vô khâu rẻ dạ vô đó nè cái phần nát ra để cho khỏi may khỏi dúm đó đây mọi người thấy này bắt đầu mình cái khâu nối với cái chỉ cũ ấy với lại cái chỉ rẻ dạ không may rẻ hoặc là tí mọi người may thật đấy nối cùng hai cái bên nhau để khi mà mình lộn lại mình may mình khâu hoặc mình may xong rồi ấy, cái chỉ cũ ấy, chỉ mới nó hợp với nhau nó tệp với nhau ấy gắn với nhau thì sẽ không bị dúm đấy đây cái phần bên kia mọi người cũng làm tương tự nhé sau khi mọi người đã khâu rẻ xong rồi như em đã hướng dẫn từ trước khâu rẻ xong mình ướm thử ướm thử là mình thấy ok rồi mình bắt đầu mình khâu thật nhé rồi mình khâu thật xong rồi ấy cái phần dư chỗ này này tùy theo mọi người nhé mọi người muốn giữ lại mấy mốt mình có lên cỡ, lên ký ấy, thì mọi người hả không cần phải cắt ra còn nếu mọi người không thích cái phần nó dày quá như là cái phần dư quá nhiều ấy thì mọi người cắt một ít chỗ này ra nhá, ủi lại đồ có thể mình mặc được rồi em thử lộ là đây là mình khâu rẻ thôi nhưng cái phần khâu thật ấy thì hả em đã hướng dẫn cái phần khâu thật là khâu như thế nào mọi người có thể xem những video nhưng video mà mà lần trước em có giới thiệu nhá đây đây em sẽ lộn lại là phải lại này người thấy này đó nó nối nó không có xuống cái phần nát này này tại phần nát mọi người cần có giống mọi người né cái phần nát này ra tại nó dư nó vướng cái khóa thường cái áo này thì ngay chỗ phần nát nó đều có cái khóa cho nên mọi người chỉ khâu từ phần này xuống thôi này đó thấy không rồi mọi người thấy là nó không có bị giống này tí nó ủi lại nó nó thẳng lại nó không có né phần nát này này đó này, em thấy bồ này tại vì cái dài của em thì nó không có chặt đâu này em chỉ hướng dẫn cho mọi người cắt để nó như thế nào thôi nào đó áo dài của em thì em chỉ ví dụ điển hình thôi chứ áo dài của em tay áo dài thì nó không có bị chặt các mọi người để khi mà mọi người đã xong rồi này đây rồi mọi người tiến hành mình khâu thật nhá rồi khâu thật xong rồi nếu phần dư ấy thì mình có thể cắt đi cũng được rồi ủi lại nhá hy vọng video sẽ giúp được mọi người và cảm ơn bạn ấy đã nhắn tin cho mình nhé. Hy vọng video cũng giúp được bạn ấy. Xin cảm ơn và hẹn lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn và tạm biệt mọi người. Bye bye.